Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại kênh Tuyên Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyên Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyên có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tam thất, củ tam thất và nụ hoa đậu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyên đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyên. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyên bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai trên tay em Tuyên đây chính là một lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyên bây giờ sẽ bán là 500.000 đồng và em Tuyên sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyên đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyên sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyên sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nhé mọi người nhé. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Tuyên Hà Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyên để em Tuyên sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào tất cả mọi người. Quý cô bác thân mến, hiện tại cháu đang có mặt trên con đường đi vào nhà của anh Sá. Ngày hôm nay cháu vào thì sẽ ghi hình về cái tiến độ mà nhà của anh Sá làm thì tới đâu rồi. Ngày hôm nay vào thì sáng nay mưa rất là to, bớt mưa thì cháu cũng mới vào được. Có con của anh Sá thì trèo một mình đây. Nhá nhón nỉ mày hả? Nhá nhón nỉ người lo nhá, con này trẻ á. Mẹ mắng dỗi nên là đi ra ngoài này mua đó không bó ló đây để chú bệ đó không muốn màu nhá, không muốn tết gì nhá, ăn mù mù. Vẫn đang dỗi, bị mẹ mắng dỗi ra ngồi ngoài này. Có các bạn nhỏ ở đây nữa này. Bây giờ thì cháu sẽ đi vào nhà của anh Sá. Ở trên này thì nắng mưa vẫn đang rất là thất thường nên tuy rằng là vậy nhưng mà vẫn bà con đây thì vẫn cứ làm đấy, bất chấp thời tiết là như thế nào. Wow, quý cô bác ơi, đây là cái thanh quả mà nhớ chưa? Đây là cái thanh quả mà sau mấy ngày hôm nay bà con gồng mình lấy đá và xếp thành một cái bức tường. Wow, thật sự là vĩ đại quý cô bác ạ. Đây, rất là vuông góc, nhìn rất là chắc chắn, kiên cố, cực kỳ kiên cố. Khi mà bước vào nhà của anh Sá thì về cái bức tường nó đập ngay vào mặt mình. Oh, làm độ cao này chắc là được rồi. Đây nó anh Sá cũng có nói là nếu mà làm với độ cao thì sẽ bằng cái cây này là được đấy. Ôi giời, nhìn mà thật sự nể phục. Đấy nhau treo. Ôi dồi, nhà đấy. Ôi dồi. Đây quý cô bác ạ, thấy bà con ở trên này người nhỏ nhỏ đấy thôi, nhưng mà về cái sức của họ thật sự là rất là to đấy, người nhỏ nhưng sức mạnh to, nhỏ nhưng có võ đấy. Cho anh Sá ạ. Thật sự em vào đây nhìn thấy được cái hàng rào của anh, không còn từ nào nữa để nói. Anh Sá cực kỳ gọi là chắc chắn, mà em cực kỳ khâm phục mà về những cái cách mà các chú ở đây xếp đá này, đỉnh thật, quá đỉnh. Anh vừa phá đá xong à? Đây, anh Sá là người cũng đang rất là oải, mệt. Vâng, làm việc này mệt mà. Sẽ làm nhạc của em thì sẽ là có làm. Cố làm thôi. Vâng, đây. Cố làm cứ quá. Cháu xin phép chia sẻ đến với quý cô bác. Nhiều các bác có những bình luận cháu ngạo mạn nhé, ngạo mạn xin phép được nói lên là không có một số quý cô bác còn nói là nhà anh Sá là đang diễn, nhưng chưa hiểu là đang diễn về cái gì. Thì theo dõi từ đầu đến giờ, mọi người cũng biết là anh Sá là một người như thế nào, một người thanh niên trong thôn cực kỳ nhiệt tình về mọi thứ, về mọi mặt. Vậy mà cũng có các quý cô bác cũng có những bình luận là một số người đó nhá, cháu không có ý nói là hầu hết, thì có nói là diễn, cháu đang chưa biết là đang diễn về cái gì. Cũng mong thời gian tới có thể là được anh Sá được các bác ủng hộ nhiều hơn nữa. Cũng mong anh Sá có căn nhà kiên cố các bác ạ, để anh đấy có an tâm gọi là đi làm những thứ khác. Anh sắp nhờ người phá đá chưa? Ngày mai, cho là ngày mai. Ngày mai ngày kia. Cho là ngày mai. Ừ, ngày mai. Hôm nay gọi người nó gọi cái lá này thì tối thì bỏ cái hàng rào này thì ngày mai cho là đầu. Tối nay là bỏ cái hàng rào này. Chiều bỏ luôn. Chiều bỏ luôn. Ừ, để sắp bột đá. Ôi, nhưng công nhận càng nhìn cái nền của anh càng thích anh. Càng nhìn càng thích. Cao quá, quá cao luôn. 2 mét cao. Rồi chưa kể đến việc mà cái cách mà bà con lấy đá lúc nào cái tảng đá nó cũng luôn vuông vuông nhá. Đấy, vuông rất là đẹp. Đây, ở phía bên này thì các anh vẫn đang cố gắng phá đá ở phía bên này. Hôm nay không khoán nữa anh. Khoan đá này. Vâng. Không khoan à, có. Vừa tắt máy ạ. Đấy, hôm nọ cháu vào cái tảng đá to ở đây còn chưa được khai thác nhá. Đấy, bà con khai thác một cách mà nó gọi là được những cái tảng đá mà cực kỳ đẹp. Ồ. Đứng ở đây có thể nghe được cái tiếng nguồn nước đang chảy. Nhà của anh Sá mà sau này làm xong thì lấy ghế ra bên này để ngồi uống nước mà ngắm cảnh thì thôi rồi. Tiên cảnh, view ở triệu đô. Ở những cái tảng đá to này thì quý bác có thấy những cái rãnh này không? Đây, những cái rãnh mà bà con đục từng tí một. Đấy, chứ không đục bừa. Đục từng tí một để có được những cái tảng đá mà nó vuông, nó đẹp nhất. Hôm nay sẽ mang đi xếp thành hàng rào. Đây. Cháu xin phép xuống đây nhá. Bột lá hả? Đây. Mọi người thấy không? Cái tảng đá mà bà con lấy ấy. Ui, cái tảng này rất là đẹp này. Đó, các bác thấy không? Tảng đá rất đẹp, cực kỳ vuông góc. Đây, ở đây có những cái tảng đá khác nữa. Wow, thật sự mà nhìn thấy được cái thành quả của bà con làm như này, ngưỡng mộ và khâm phục cái kỹ năng của bà con đây xếp đá thì không thể phủ nhận được rồi. Anh làm rất là chắc chắn. Ô, nên chị yêu tí tôi rồi. Nên chị yêu tí xe mình chỉ rồi. Lý yêu xe. Đây, cái đá mà có cái búa đang đây thì là cái điểm cột mốc. Đấy, cao như thế này thôi. Ở mấy phía bên kia thì sẽ bằng nhau như thế này. Chứ bây giờ xếp cao hơn nữa thì không biết là bà con sẽ xếp kiểu gì đây. Bởi càng cao thì càng khó. Nhưng mà để xếp được cái bức tường thành 2 mét như này là gọi là quá đỉnh rồi. Dạng như là bạn Lý Trường Thành ấy. Này vui về cứ. Chắc là anh Sá khoan hết được những cái tảng đá to này. Anh Sá ngày hôm nay không đi chợ anh? Hôm nay là chủ nhật quý bác ơi. Thường chủ nhật ở trên vùng cao thì sẽ diễn ra cái cuộc họp chợ phiên của bà con. Dạo này trước khi vào đi làm bắp phở phở chợ luôn luôn là thế, bởi vì cái một chợ phiên như này ăn phở của bà con mà tự làm ấy thì rất là ngon, chứ bình thường hàng ngày thì là của các cô chú mà quê từ dưới xuôi lên ấy làm phở cũng rất là ngon thôi, nhưng mà để mà ăn được một cái bát phở, bát bún ở chợ phiên ấy thì sau này nếu mà quý cô bác có thời gian trải nghiệm lên đây thì sẽ được thưởng thức những cái món ăn đặc sản như vậy. Ở nhà của anh Sá mà một khi mà làm việc mà rất là mệt, nhưng mà sau khi mà ra đây để nhìn về cái cảnh mà về dòng sông như này này, cảnh đẹp tự nhiên là mình lại thấy khỏe hẳn. Có những nhà anh ấy có cái tập độ view nó đẹp thật anh Sá. Và bạn chỉ mong là có những cái lúc như này thôi. Đấy, ví dụ, bây giờ vào nhà của anh Sá ghi hình để với quý cô bác ấy. Những lúc mà nghỉ ngơi mệt mỏi thì có thể là ngồi ra đây để nhìn ra phía bên sông kia, tự nhiên thấy gọi là cái tinh thần nó sảng khoái hơn, vui vẻ hơn, đấy, không còn mệt mỏi nữa. View rất là đẹp. Cái tảng đá này anh có phá không anh? Không. Không ạ. Để lại cho độ cái à. Còn đường ngồi đúng không? Đá đây là gọi như anh lấy làm cái nền luôn nhỉ, đúng không? À rồi, cái tảng đá mọi người thấy không, có rất là nhiều bậc từ dưới kia lên đây, một bậc này, 2-3 bậc luôn đấy, rất là nhiều bậc mà bà con phá, cố gắng phá tỉ mỉ nhất để có được những cái tảng đá đẹp nhất, là xếp thành một cái tường, bức tường rất là to, cao và vĩ đại. Đó, chỗ đó một chỗ nữa. Không thấy đi lông không? Mình có gì nè, có gì mà xin nhiều. chuyện à. Dạ, tương tông cho hết cả nhiều. Cho nó chứ sợ nghĩ đã gì tới tới cái này không có những giò. Thì chỗ tao. Cái được không thì cái không trong đổ mà. Chỗ ta. Này à, kia chủ cho hao cái nó cố lên. Cả đá trúng vậy rất là nặng nhá quý quá đây. Nãy giờ đang nín thở xem các chú các anh ở đây lăn cái tảng đá này xuống. Nữa con tàu kiếm mũ hóc nữa rồi cố lên rồi được rồi. Hai tảng đó này là công của em Xính này đập rất là to quý bác ạ. Vuông đẹp. Một cậu thanh niên như đã có 18 tuổi rồi ạ. Rất là khỏe. Cơ bắp quần quận. Mỗi tội là lấy vợ vào thì không chiều vợ cho lắm thôi. Đấy. Sức khỏe thì cũng đang rất là có rất là nhiều. Mỗi tội là không chiều vợ cho lắm. Xính thì trước cháu có vào với nhà của em bà kìa. Còn nói là em Xính lại đi làm thuê rồi. Hình như là đi được hơn 1-2 tuần rồi. Nghe tin vợ sắp đẻ nên là lại về. Đây về thì bây giờ giúp anh Sá làm nhà. Học tương cho hỏi tại tụi ở bên tôi có nữa mà. Cái cơm của họ chỉ chạy đi tập ăn rồi ra cái chân. Cháu. Chà, một mình chú này với tảng đá to gì. Ôi chà, người chú nhỏ đấy mà cái tảng đá nó to này, một mình chú ấy tự lăn đấy. Tôi chưa? Hả? Cái này là háo nọ, to thứ. Không như hết thì háo phì này, háo phì nó trôi cái đá bỏ nó rồi, có bỏ vào túi kia bỏ vào túi là vào. Mình đấy mình có hàng đấy không tạm đấy. Bà con vừa làm việc được lúc thì trời lại bắt đầu mưa to quý quá ơi. Nó mưa thất thường lắm. Nhưng mà nếu mưa như này thì còn đỡ hơn là nắng. Cho thấy là vậy. Thấy nắng rát thấy khổ bà con quá. Làm việc như lúc nắng thì làm việc nó sẽ rất là mất sức. Đấy, còn như lúc mà trời mà râm râm mát mát như này này. Đấy, đôi khi mưa cũng được. Còn hơn là nắng. Nắng thì làm việc nó rất là khó. Rất là mất sức. Thế phía bên này đang mưa rất là to này quý bác này. Phía trời bên này. Sao mưa về đến đây rồi. Ôi. Cứ mưa như này xong là có mấy cái con bé bé nó cứ nhảy lên người nó cắn này. Con bọ gì ấy. Mưa quá này. Không có gì che máy quay, cháu có bảo là em này là chạy đi về lấy cho cháu mượn cái ô. Đây. Sao xanh nha mẹ. Anh cảm ơn nhá. Rồi anh cảm ơn. Người thì có thể là ướt cũng được, sao cũng được. Nhưng mà về cái máy quay này là luôn luôn là phải đảm bảo nó được an toàn, không bị ướt. Ô nế lấy củi lên trên đấy xếp, bây giờ lại lấy xuống làm gì? À để dưới à? À thay đổi quyết định. Nên hôm nay có mấy em nhỏ hàng xóm đến giúp này. Đây phải con của anh Sá không nhỉ? Đây này. À con của anh đúng không? Ô, con lớn à? Anh Sá là có bao nhiêu người con nhỉ? Vâng. Người bố trẻ. 5 người con rồi. Thế là được rồi nhỉ anh Sá nhỉ? Được rồi. Anh Sá là sinh năm 1995 đúng không? 1995. À, anh cách em 5 tuổi. Mà chứ gì đã là bố của 5 người con rồi. Nhà một đàn con đấy. Nên là anh Sá thì càng phải cố gắng hơn nữa để là có thể là lo cho những người con của mình. Chứ nếu bây giờ anh Sá mà không lo thì sau này các con sẽ rất là khổ. Đấy chính vì vậy mọi người thấy anh Sá từ mọi việc trong thôn đấy, hoặc là đi làm anh Sá cực kỳ chăm chỉ, nhiệt tình lắm. Anh Sá luôn luôn là gọi là biết là chỗ nào mà có việc làm gọi là khoan đá hay là xếp kè móng đá gì đấy thì là anh Sá nhận hết. Kể cả không phải là trong thôn Đề Chia, ở những cái thôn khác, người ta gọi là sẵn sàng đi làm để có tiền về cho vợ con. Anh em đang ngồi nghỉ một lúc. Chú Sử thì cũng vừa mới ra thôi. Trong thôn Đề Chia thì được cái là thời tiết nó rất là hay. Mặc dù mưa như này nhưng mà trời nó cứ bị oi oi, vẫn đang rất là nóng. Trời oi cực kỳ. Mặc dù mưa, trời vẫn oi. Chú Sử cố gắng phá cái tảng đá này. Kéo cháu phải đứng xa xa ra, không thì đá nó bắn vào người. Đây, lên cao cao một tí. Trời rồi. Con thấy ra. Con thấy ra. Chẳng sợ cả tà rồi. Tán nó gì. Hả hả. Phía bên này đang thấy anh Sá làm một kính giường. Đấy, xong là sẽ che mái lại. Anh Sá ơi, anh định làm đây để nằm đây gì? Em thấy không ổn tí nào. Anh thấy, anh xem, anh qua đây xem này. Cái chân này nó sẽ bị tuột xuống rồi này. Không sợ. Cẩn thận nhanh nhá. Những mưa, lúc mưa nắng này thì có lẽ ra đây ngồi. Đây, em thấy chả ổn thế nào. Này cái chân giường này. Cảm giác như nó sắp bị tuột xuống rồi ấy. Lúc đang ngủ ngon thì lúc mở mắt ra thấy mình nằm ở đâu đấy rồi thì sao? À ok. Lý do anh Sá là không còn để cái láng ở bên kia thì là bởi vì sắp bột đá rồi. Bên đấy phải còn để khoảng trống để đá, xong rồi mới sắp bột đá sau. Đấy, xong nghỉ ngơi một lúc thì anh em lại tiếp tục ra bên kia khai thác đá. Phía bên dưới bên này thì là bố của anh Sá, của bác nhá, là đang lấy đá để xếp lại. Rất là tỉ mỉ. Nếu mà thấy chuông vuông góc thì phải đập. Đập cho đến khi nào mà nó vuông thì thôi. Đấy, làm rất là đẹp. Đấy, với lại không để cái khoảng trống ở giữa đâu nhá. Nếu như mà nó có bị hở hay như nào thì bố của anh Sá này sẽ lấy những cái hòn đá nhỏ để bịt vào. Đấy, làm mà nó không có kẽ hở đâu. Rất là nhiều đá. Cũng may là nhà anh Sá thì cái khuôn viên ở đây thì đã có sẵn đá rất là nhiều rồi, đỡ phải đi khai thác xa. May cho anh là đây là đất nhà mình, có thể khai thác đá được, đỡ tốn được bao nhiêu chi phí đi rồi. Chỗ này là bố của em Xính nhá, các bác ơi. Lâu dần thì vào trong Đề Chia lâu thì cũng biết được gần hết mọi người. Nhưng có một số chú, một số bác, ông thì là cháu chưa biết tên thôi. Anh Sá đang rất là tự mãn nguyện về cái ngôi láng mà mình vừa mới làm được ra. Có ổn không đấy? Em thấy nó có mùi toang lắm. Đẹp chưa kìa. Được nằm ở ngôi giường này, xong là bên kia mà gỡ bỏ được cái hàng rào đá này thì vừa ngủ vừa ngắm cảnh này thì thôi rồi. Tuyệt vời, không còn gì bằng. Xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi. Anh Sá nhà mình chuẩn bị ăn cơm chưa anh? Có. Dạ? Có ăn. À. Cũng gần 12 giờ trưa rồi. Đấy, mưa xong lại nắng. Bây giờ lại nắng oi. Phía bên này thì các chị em cũng rửa tay xong là đi ăn cơm trưa thôi của các bác ơi. Các chú các bác thì cũng về trước. Anh Sá thì vẫn đang miệt mài làm hoàn thiện nốt cái láng để nghỉ ngơi. Anh Sá về ăn cơm trưa thôi nhỉ anh nhỉ? Hả? Đi, em đợi anh. Bữa trưa hôm nay có gì đấy? Không có gì à? Rau thôi đúng không? Nhưng em đói quá, sáng ăn bát phở thôi em vẫn thấy đói. Thế thì em ăn nữa được không? Được mà. Được. Nhưng mà ăn mềm mén thì em không biết ăn cho lắm. Ăn toàn bị sặc thôi. Đúng. em không nuốt được, em nuốt nó toàn bị mắc ở cổ họng. Nên là hơi sặc. Ăn mềm mén cũng phải là một kỹ thuật đấy quý bác. Nào mà quý bác lên trên vùng cao này. Có thể là lên đây nếu được thì liên hệ anh Tuyên, liên hệ với cháu. cháu và anh Tuyên sẽ trực tiếp dẫn quý cô bác đi thử cái món ăn mén mén của bà con trên này. Rất là khó ăn nhưng mà một khi biết cách ăn hoặc là ăn được thì nó sẽ rất là ngon. Như bà con đây thì ăn mén mén quen rồi. Lúc bảo là bà con ăn gạo thì họ chả chịu ăn thôi. Ăn mén mén còn như là ăn từ hồi bé đến giờ rồi. Thế là một món ăn không thể thiếu rồi, nên là nhiều lúc không phải là bà con không muốn ăn gạo mà là họ đã ăn quen mén mén rồi. Gạo thì chỉ cho các em nhỏ thôi, bởi vì gạo dễ ăn, đối với các em nhỏ thì nó dễ ăn dễ nuốt. Còn cái mén mén này thì chủ yếu là của các anh thanh niên. Vâng, đi ăn cơm thôi. Chủ yếu là dành cho các anh thanh niên và các cụ. Giờ thì xin mời cô bác cùng cháu vào nhà của anh Sá xem ngày hôm nay các bác ở đây có những món ăn gì. Rồi cả nhà ăn cơm đây rồi. Hơi tối ấy. Đây cháu sẽ bật cái đèn điện thoại này. À, có đen mà nhỉ? Ở đấy. Đây cơm của bà con thì vẫn mãi là vậy thôi. Chúc măng này, rau. Đấy, thế thôi. Ăn đơn giản như vậy. Bữa ăn cực kỳ đơn giản, nhìn chẳng có chút dinh dưỡng nào đâu. Toàn rau là rau rồi. Đấy. Anh Sá ăn cơm đi. Còn em ăn cơm đi. Thôi anh ăn đi ạ. Em chơi vậy thôi chứ thực sự là em khoan mẻ mén được. Ăn tí bị sặc mọi người cười. Ăn cơm như này mà có một món mặn thì hay phải biết. Ăn măng đây thì xào chắc chắn là có một chút mặn rồi. Như canh rau này. Canh rau này thì là nhà tuệt, không có đồ mặn. Măng này anh mua nhiều, anh Sá là mua khá là nhiều. Ăn mấy ngày hôm nay toàn măng là măng thôi. Xin mời quý cô bác, anh chị và mọi người cùng anh Sá và gia đình ăn bữa cơm đơn giản. Mong là trong tháng tới có thể là được sự ủng hộ của quý cô bác. Đến với anh Sá là 1-2 cân thịt này, đấy, có thể là giúp đỡ cho bà con ăn có chút dinh dưỡng hơn, có sức khỏe hơn. Chứ mà làm việc sau một buổi sáng làm việc dài đành đẵng ấy, thì ăn một bữa cơm mà nó chả có một tí thịt thì cũng hơi nản thật. Được điều là cái canh rau ở đây ăn uống rất là mát, nên nó không nóng. Bản thân bây giờ cháu cũng đang rất là thèm mà uống cái canh này này. Canh rau. Cực kỳ thích uống canh rau của bác. Nó rất là ngọt và ngon. Anh Sá em, bây giờ em khoan cơm em chỉ xin một bát canh thôi được không? Được. Canh ở đâu để em đi lấy? Canh nào? Em xin một bát canh để uống thôi. Đấy. Thế còn của rau này. Muốn đi mua po. Muốn đi mua. Po cái đi chế ý à. Lấy cần cho cứ tháo. Vâng, đấy. Cháu cảm ơn. Anh chị là Hoa nói là bác đi lấy cái bát. Đây, xong là lấy một bát canh cho cháu. Cháu xin bát canh thôi. chứ không cái con đánh xá thì các em thì mới là ăn cơm không thôi nhá. Đây quý bác ơi, cháu sẽ zoom lại gần này. Bữa cơm như này thôi, cơm cháy ấy, rất là cứng, có tí rau vào đó. Đấy. Con của anh Sá thì thế, bố mẹ ăn như nào thì con cũng sẽ như thế thôi. Có thể là các cô bác cũng có những thắc mắc là nếu như anh Sá mà gọi là bán bò, bán dê có tiền sao không mua thịt, nhưng mà nói thật với cô bác là còn không biết là cái kinh phí xây nhà là hết bao nhiêu. Anh Sá cũng rất là lo sợ. Bây giờ phải gọi là tiết kiệm từng đồng một. Ăn thì nó cũng sẽ hết thôi, nên là thôi cố gắng ngày hôm nay ăn một tí để có một căn nhà. Ôi ôi, đổ rồi. Thôi xong. Xì, đổ rồi thì thôi. Cho mà xả mày. Chị không nhặt nó nhá, không nhặt ăn đâu. Em bảo chị chia cho một tí này. Đấy. Chị cho em luôn. Đây. Đây một cái bát canh mà của hơi dính mỡ một tí. Đây canh rau cũng rất là mát quý quá kìa. Hơi dính mỡ một tí nhưng mà bây giờ rất là khát nước. Thì xin nhà anh Sá một bát canh. Em cảm ơn nha anh Sá ơi. Không sao. Rất là ngon, mát. Cảm ơn Sá rất là nhiều. Ê đây còn gạo này, bảo con anh về ăn cơm này. Thế thôi thì cháu sẽ để bà con ăn uống này, không hỏi chuyện nữa, để cho mọi người tập trung ăn uống nó xong còn nghỉ ngơi xong là đi làm tiếp các bác. Con của anh Sá một mình ra ngoài này để ăn cơm này, ăn rất là ngon các bác. Chỉ là cơm với bí thôi. Khác cả mày à. Ngon. Các em nhỏ tự ăn không cần phải bố mẹ bón. Bạn này như là nó có tầm 3 đến 4 tuổi thôi, còn chưa đi học. Đã được tự ăn như thế này là giỏi lắm rồi. Đã vậy thì bữa ăn này thì có gì đâu. Cơm trái cạnh rồi chút rau bí thế đó. Anh nhận nó gầy nhẹ này. Hả? Anh nhận nó gầy nhẹ. Nhẹ á? Anh nhận nó gầy chị. Hả? Này cái á. Anh Sá rất là xinh. Em út này. Rồi cháu là có thích ăn thịt không? Nó rất là thích. Nó rất là thích ăn thịt gà. Một cơm như này là em có cái còng để ăn thì tốt nhất mấy. Những mùa non tương lai của Đề Chia. Mong sau này các em đi học xong là tiếp cận đến những thứ mới, sau đó sẽ thay đổi dần dần. Ông nội đang trêu. Nó trò chuyện. Đúng rồi. Mình tự ra ngoài ăn nhá. Là đổ bát cơm này chị nhường bát cơm ấy, cẩn thận. Ngon chưa? Các bạn thấy không ạ? Cái bí mà nó dính vào thìa em này không để sót một tí nào. Ăn sạch, nếm sạch luôn. Không để dính. Ăn rất là ngon, rất là hào ăn, rất là thèm ăn. Ăn ngon quá, nhìn mẹ ăn ngon thì mình cũng chảy nước miếng. Đây để cháu ăn, cháu tự nhiên nhá. Trong này thì gia đình cũng dùng bữa trưa. Sau khi dùng cơm trưa xong thì sẽ đi làm luôn. Nhiều nên cháu vào thì cũng mong muốn là tiếp tục gọi là kêu gọi cái sự giúp đỡ từ quý cô bác, giúp cho anh Sá có tiền là xây được một ngôi nhà vững chắc và cho vợ cho con, không lo về việc bị dính mưa dính nắng nữa. Thì rất là mong tháng tới nhận được cái sự ủng hộ của quý cô bác nhiều hơn. Thay mặt gia đình anh Sá xin được cảm ơn đến với quý cô bác đã luôn luôn đồng hành giúp đỡ anh Sá từ những cái lần đầu tiên cho đến tận bây giờ. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bản thân cháu thật sự thấy vui lắm. Anh Sá thì là mặc dù chẳng có tiền cho lắm đâu nhưng mà vẫn dám làm. Nếu như mà không có sự ủng hộ của bác thì anh Sá sẽ có suy nghĩ là đi vay ở bên ngoài về, xong đấy là xin đi cặm cụi làm mà trả. Tất nhiên thì ai cũng phải nợ thôi, nhưng mà nếu mà được khả năng thì rất là mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nếu như mà có thể là lời nói của cháu hơi sai thì cũng mong các cô bác thông cảm cho cháu với nhé. Bây giờ gia đình đang dùng bữa cơm trưa mà trời thì cũng đang mưa rồi. Có lẽ là cháu cũng sẽ xin phép đi về để còn đi sang những hoàn cảnh khác nữa cứ bác ơi. Ngày hôm nay thì anh Tuyên cũng bận việc gia đình nên anh Tuyên không vào. Mọi người biết thì anh Tuyên cũng có con nhỏ ở nhà. Đấy, nói chung là cũng khá là bận việc. Để hai anh em này có thể là thay nhau vào cũng không sao cả. Thế thì ngoài trời đang mưa rất là to, chưa về được, phải ở lại một chút nữa. Trời bớt mưa thì cháu sẽ đi về. Trời có nhiều mây lại mưa. Ôi, mưa như này thì cũng phải cố về thôi, chứ cũng hơi sốt ruột. Bởi vì áo mưa thì cháu cũng có rồi mà. Anh Sá ơi, mọi người ăn cơm nhá, em đi về đây. Ừ. Ngày mai anh nhờ bà con sắp bột đá. Ok, thế ngày mai anh sẽ vào. Anh có cần em mua hộ gì không? Ngày mai có gì anh gọi. Có gì anh gọi em nhá. Số thì anh đã có của em rồi. Có gì mai mà muốn mua gì thì mua hộ gì thì bảo em. Em có thể hộ anh thì anh đỡ phải tốn công sức đi ra ngoài mua. Đường xá xa xôi đi vất vả ra nhá. Thì bây giờ cũng mưa thì em chắc là cũng cố gắng đi về thôi. Mưa như này là còn dễ đi về hơn là không mưa. Đúng rồi. Không mưa nó đường rất là trơn, hôm nay đi xuống là bị trượt bánh xe vài lần đấy, đi rất là sợ. Toàn đường dốc nữa. Thôi em đi về nhá. Em chào cả nhà. Thì cháu là cũng xin phép đi về thôi. Xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị mọi người ở những nội dung sau ạ. Em chào anh Sá nhá. Vâng.